IK Việt Nam giới thiệu với các bạn Onai C970. Thế như các bạn đã biết, những ai quan tâm đến đầu Android thì đây là cái giao diện của Onai từ thời C500, C500 cộng, C600, C800 và C960, nó cũng như thế này. Cái giao diện này thậm chí nó trở thành gần như là tiêu chuẩn cho các đầu Android, đặc biệt là đầu Android cao cấp. Nhìn vào cái giao diện như thế này là mọi người định hình rằng nó là một cái đầu Android cao cấp. Và rất nhiều hãng đã sử dụng cái giao diện gần như tương tự như thế này. Đến C960 chúng tôi cũng sử dụng cái giao diện này, C960. Tuy nhiên sau gần 4 năm thì sự thay đổi đã rất nhiều, trải nghiệm người dùng cũng nhu cầu cao hơn rất là nhiều. Và chúng tôi đã phát triển lên C970 với giao diện hoàn toàn mới. Đây các bạn có thể xem cái giao diện trực tiếp của C970 ở trên cái màn hình này, chúng tôi đã chuẩn bị ở đây. C970 đã được thiết kế lại và nó được chia các khu vực trải nghiệm theo cái nhu cầu của người dùng. Ở đây tôi giải thích qua, đầu tiên là cái thông số bình ắc quy ở ngay trên thanh taskbar. Thì ở các cái đầu C800 rất nhiều anh em muốn có cái thông số này và C970 đã đưa nó trở lại. Trên góc bên trái phía trên chúng ta có cái tốc độ của xe. Tốc độ của xe gạt sang thì nó là absolute, thông số absolute. Tùy nhu cầu của người dùng, chúng ta muốn xem absolute lốp hay là xem tốc độ, chúng ta có thể xem. Tất nhiên sau này IK Việt Nam sẽ còn phát triển nữa, chúng ta còn có thể thêm được những cái tính năng hữu ích khác. Ở bên dưới nó là phần hiển thị của các app, các phần mềm về âm thanh. Ở đây chúng tôi đang để hai cái, một là FM. Nếu chúng ta nghe FM thì ở đây sẽ hiển thị là cái kênh mà chúng ta đang nghe. Còn nếu như chúng ta nghe nhạc, nếu mà tôi bật một bài nhạc, nếu như chúng tôi bật một bài nhạc thì ở trên này nó sẽ là hiển thị âm nhạc. Góc chính ở bên phải, góc lớn nhất các bạn nhìn thấy thì nó là cái góc để thể hiện những cái mà chúng ta cần diện tích lớn, ví dụ như bản đồ, video, nếu chúng ta xem video và camera hành trình. Thì ở đây chúng ta giữ cái nút này một chút là chúng ta sẽ, nó có các cái lựa chọn. Ở phiên dưới này chính là các cái phần mềm, những phần mềm mà chúng ta hay sử dụng thì chúng ta có thể thêm vào đây, ấn vào nút cộng. Đó, chúng ta có thể thêm bớt phần mềm tùy theo nhu cầu của mình. Đó, các bạn có thể thêm bớt phần mềm vào đây. Đấy. Thì đây là cái giao diện chính của đầu Onai C970. Đây chính là cái thay đổi đầu tiên và cũng rất quan trọng về phần mềm của đầu Onai. Tiếp tục về phần giao diện thì một cái tổng quan nhất là chúng ta nhìn thấy có các khu vực như thế này, các thay đổi. Đồng thời chúng ta có thể thay đổi một vài cái giao diện, mẫu giao diện khác nhau. Onai C970 sẽ cho chúng ta lựa chọn. Có thể là màu tím một chút, màu tối một chút, tùy nhu cầu của mình, tùy nhu cầu của các bạn. Màn hình của Onai C970 đã được tăng độ phân giải so với C960 từ 1024x600 lên 1280x720, chuẩn HD với tấm nền là IPS và với công nghệ IPS và tấm nền là LVDS cho cái màu sắc trung thực và rất là sắc nét. Đây là hình ảnh mà tôi lấy từ một cái video tôi xem ở trên YouTube, cắt ra với độ phân giải là Full HD. Thì các bạn có thể nhìn thấy cái màu sắc nó như thế này. Và chúng ta có thể nhìn xem trực tiếp ở trên màn hình. Đây tôi mở YouTube. Tìm một cái video 4K. Đây, cái YouTube mà hiện nay chúng ta hay dùng cái phần mềm YouTube Van chạy nền, và mình mở một cái video 4K.
Đây là hình ảnh ở trên YouTube xem trực tiếp. Và đây chúng ta có thể lựa chọn cái độ phân giải từ 144 cho đến tận Full HD 1080. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái màu sắc của C970. Và ở đây có một cái nữa là cái màn hình lớn này nó đang được kết nối trực tiếp với lại cái màn hình Honor C970 này. Thì lát nữa tôi sẽ nói. Và các bạn có thể thấy rằng là cái khả năng kết nối, nếu như các bạn xem màn hình gối thì sẽ không có lo lắng gì về cái độ nét của màn hình như thế này. Nếu như mà nhìn cái màn hình của C970 không, sẽ có thể các chúng ta nếu mà nhìn riêng có thể thấy nó nét thật, nhưng mà các đầu khác cũng nét. Tuy nhiên, có thể khẳng định luôn với các bạn rằng nếu các bạn đặt hai cái đầu khác nhau ở bên cạnh, Honor C970 sẽ luôn luôn thể hiện một cái độ sắc nét tốt hơn hẳn. Đây chúng ta có thể nhìn hình bên phải là hình bên phải của tôi này, bên trái của các bạn ấy là hình của C970, và các đầu khác thì cái C970 bao giờ màu sắc nó cũng đậm hơn hẳn. Nó sẽ đậm hơn hẳn, nó đầy đủ hơn hẳn và nó sắc nét hơn. Đây là màu xanh. Chúng ta có thể nhìn một cái hình ảnh khác với màu vàng. Màu vàng, nếu để hai cái đầu bên cạnh nhau thì chúng ta sẽ thấy ngay sự khác biệt. Còn nếu như chúng ta chỉ nhìn mỗi một cái đầu khác không, bây giờ các công nghệ của đầu xem Full HD thì đều đẹp cả. Tuy nhiên khi nào chúng ta để cạnh nhau thì chúng ta sẽ nhận thấy được cái sự khác biệt rất là rõ ràng. Và đặc biệt là camera 360, như hiện nay chúng ta hay sử dụng là camera 360 AHD. Các lùi thông thường cũng có các AHD. Thì cái đầu C970 hiển thị cái camera 360 AHD nó sẽ nét hơn, nó sẽ màu sắc nó sẽ đầy đủ hơn, trung thực hơn so với các đầu khác. Ở đây là cái hình ảnh thể hiện rất là rõ. Ở đây là chúng tôi sử dụng camera 360 Eleview V5 và với cái chế độ là AHD. Nói đến dòng Honor, ngoài màn hình đẹp thì còn có chất lượng âm thanh là một điều mà ưu điểm nổi trội của Honor so với tất cả các loại DVD Android khác. Âm thanh của Honor C970 đã phát triển và thậm chí còn tốt hơn so với tất cả những cái dòng Honor trước đây. Thì Honor C970 có 6 kênh âm thanh, 6 đường ra loa, đầy đủ âm thanh của 6 đường và 48 cái giải tần âm thanh để chúng ta có thể chỉnh cái độ sắc nét của âm thanh. Đồng thời, chúng ta có thể chỉnh delay để âm thanh mà tại vị trí chúng ta ngồi lái xe đấy, nó sẽ nghe hay hơn so với lại những cái vị trí khác. Cái này là do chúng ta có thể lựa chọn. Đối với những ai mà có nhu cầu cao hơn thì Honor C970 cung cấp cho chúng ta cả cổng optical, cổng coaxial để chúng ta có thể kết nối âm thanh với tất cả các cái dàn âm thanh chuyên nghiệp, các DSP chuyên nghiệp và đáp ứng nhu cầu cao hơn nữa của người dùng đối với âm thanh xe hơi. Tiếp theo là tôi sẽ nói đến cái thiết kế bên ngoài. Thì trước đây Honor C960 chúng ta có cái vỏ nhôm nguyên khối ở đằng sau, cầm rất là nặng, chắc chắn. Và nó là một cái cao cấp so với lại các cái đầu Android ở trên thị trường. Tuy nhiên, cái thiết kế này từ thời C500 cho đến C960 với hiệu năng cao hơn thì nó cũng có một số các vấn đề về nhiệt độ rất là nóng. Thì đến C970, chúng tôi đã thiết kế lại toàn bộ về tản nhiệt và kết hợp cả quạt tản nhiệt. Đây chúng ta có thể xem thực tế luôn cái sự khác biệt giữa C970 và C960. Đây là C960. Đấy, cái tản nhiệt nó cũng rất là dày nhưng nó sẽ không được thiết kế quạt. Còn C970 đã được thiết kế quạt lên. Một sự cải tiến mà IK Việt Nam cũng như đối tác Winling Technology, hãng sản xuất ra Honor, đã mất 1 năm để có thể cải tiến.
Ngoài C960 thì đối với tất cả các đầu Android khác, nếu chúng ta đặt cạnh C970, chúng ta cũng sẽ thể nhìn thấy được cái sự khác biệt rất rõ ràng. Cái thiết kế của C970 nó sang hơn, nó chắc chắn hơn, đẹp hơn so với tất cả các đầu khác. Rồi, cảm ơn. Nói kỹ hơn về thiết kế bên ngoài một chút thì ngoài cái việc thiết kế thêm quạt tản nhiệt, Onyx C970 cũng được thiết kế sẵn các vị trí để cho các cổng về âm thanh, optical, coaxial và cổng mic ngoài. Mic ngoài cũng là một cải tiến, tí nữa tôi sẽ nói kỹ hơn. Cổng HDMI có thể đáp ứng nhu cầu cho những ai muốn xem màn hình trần hay màn hình gối với chất lượng video nét. Và tất nhiên không thể thiếu được, đấy là quạt tản nhiệt. Nói kỹ hơn về quạt tản nhiệt thì chúng tôi có một cái phần mềm để điều khiển cái quạt tản nhiệt này. Cái phần mềm này chúng ta có thể mở, cái quạt tản nhiệt này chúng ta có thể mở chủ động. Lúc nào nó cũng quay. Hoặc chúng ta cũng có thể bật auto, ví dụ như trên 50 độ mới quay, dưới 50 độ không quay. Để giảm tiếng ồn, để tăng thêm tuổi thọ của đầu. Cổng HDMI thì chúng ta sẽ hỗ trợ chúng ta xem màn hình gối hoặc màn hình trần với chất lượng video rất là cao. Cái hình ảnh Full HD lúc nãy mà tôi chiếu cho các bạn xem chính là từ cổng HDMI của cái đầu C970 đặt chính ở trên cái sân khấu này. Và các bạn có thể nhìn thấy cái màn hình to ở phía trên, rất to phía trên 150 inch, hiển thị cái hình ảnh video của C970 gần như không có một cái vỡ gì. Tiếp theo là micro rời. Đây là giải pháp dành cho anh em mà hay nghe nhạc. Đây là giải pháp dành cho anh em mà hay phải gọi điện ở trên xe. Gọi điện anh em nhé. Có rất là nhiều anh em muốn sử dụng cái tính năng đấy. Mình ngồi lên trên xe, mình lái xe và mình rất hay phải nói chuyện. Thì các đời trước đây, một cái mic ở trên đầu, cái mic đặt trên đầu thì nó sẽ hơi xa so với vị trí ngồi của người lái xe. Vì vậy mà cái chất lượng đàm thoại có thể không được tốt, mình nói nhưng bên kia gần như không nghe thấy. Thì micro ngoài chính là cái câu trả lời của chúng tôi dành cho những anh em mà hay phải sử dụng điện thoại ở trên xe. Chúng ta có thể đặt cái micro ngoài ở bất kỳ vị trí nào. Và tất nhiên chúng ta có thể nâng cấp cải thiện cái chất lượng của cái micro. Và chúng tôi đã thử cái việc đàm thoại ở trên xe, ở dùng đầu C970 và micro ngoài cực kỳ là rõ ràng. Gần như là chúng tôi nghe bằng điện thoại. Một cái cải tiến nữa là cái kết hợp cái đèn LED sôi động Ambient Light của C970 trực tiếp với phần mềm Music của đầu. Thì các bạn nào mà muốn nhún nhảy trong xe, muốn sập sình, nhạc, nhấp nháy thì đây là một lựa chọn rất là hay. Với ba cái tùy chọn về đèn LED, 2 thanh, 4 thanh, 12 thanh, tùy nếu mà chúng ta muốn nó sập sình như thế nào, nhấp nháy nó như thế nào, chúng ta có thể lựa chọn. Một tính năng nữa là cổng sạc nhanh. Khi chúng ta lắp cái đầu Onyx C970, chúng ta sẽ có một cổng sạc nhanh ở trên xe. Cái này cũng rất là hay. Nhiều khi anh em sử dụng các cái cổng sạc USB thông thường nó sẽ rất là lâu. Hoặc là mình không có cái sạc tẩu, hoặc cái sạc tẩu của mình chất lượng nó không tốt, thì anh em có thể sử dụng một cổng sạc nhanh ở trên đầu Onyx. Và chúng tôi đã thử ở trên Galaxy Note 20. Thì với cái cổng sạc nhanh ấy, 24% pin trong vòng 1 tiếng đồng hồ, 1 tiếng 37 phút nó sẽ đầy. Còn cổng sạc thường nó mất 2 giờ 47 phút, nói chung là chậm hơn khá là nhiều. Tiếp theo nữa, một tính năng nữa là F-cam, camera trước.
camera trước cũng là một tính năng rất hay của Onai C800 và đến C960 thì đã bị cắt đi. Bây giờ đến C970 chúng tôi lại đưa lại. F-cam là cam trước. Nhưng đối với người Việt Nam thì không phải lúc nào chúng ta cũng dùng cam trước, mà chủ yếu là chúng ta dùng F-cam cho cam lề. Như vậy là chúng ta sẽ có một cổng cho cam lề riêng biệt so với lại cam lùi. Và như vậy khi mà chúng ta lắp cái cam lề này thì chúng ta sẽ không cần phải chia cam gì nữa, hoạt động hoàn toàn độc lập. Và chúng ta có thể set up cài đặt để chúng ta bấm vào trên vô lăng, mở được cái phần mềm F-cam này, có thể xem được, rất là tiện lợi, không cần nút bấm, nút biếc gì nữa. Đối với đầu Onai C970, nó được trang bị một cái chip xử lý mạnh nhất hiện nay, 2 nhân A75 và 6 nhân A55 với tốc độ là 1,8 GHz và có 3 cấu hình 3+32, 4+64 và 6+128. Đây là cái chip mạnh nhất hiện nay ở trên thị trường, đồng thời cũng chạy Android 10, là Android cũng mới nhất. Có thể nói là Onai C970 có tất cả những cái gì mà người dùng muốn, mà thị trường hiện nay đang có cho một cái đầu Android. Chúng ta có 4G, có DSP, cam 360. C970 cũng sẽ có một phiên bản có cam 360, tuy nhiên chúng tôi chưa giới thiệu trong buổi ngày hôm nay. Phiên bản này sẽ được giới thiệu sau. Chip 8 nhân, RAM, ROM tối đa trên thị trường hiện tại, 6GB RAM, 128GB ROM. Màn hình cực đẹp với độ phân giải là HD 1280x720. Một cái màn hình đa nhiệm, nhạc LED sôi động, cổng sạc nhanh, cổng HDMI, cổng âm thanh kỹ thuật số, 2 camera. Có thể nói là tất cả những gì cần có cho một cái đầu Android thì Onai C970 đều có. Và cùng với lại Onai C970 thì tôi xin được giới thiệu một số cái phần mềm IK Việt Nam đã chuẩn bị, đã viết mới, đã nâng cấp. Đầu tiên là tôi muốn nói đến ngay, đấy là cái IK App Store. IK App Store, đây, chúng ta có thể xem trực tiếp ở trên cái màn hình này. Đây. Đây là cái icon. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy cái icon thứ ba từ bên phải sang. Đây, như các bạn là từ bên trái sang. IK App Store. Ở trong này chứa tất cả những phần mềm mà đầu Android thông thường nên có. Cái phần mềm này tôi có thể khẳng định trong chỉ vòng khoảng tầm 3 đến 4 tháng nữa thôi, gần như tất cả các đầu Android được bán ở trên thị trường Việt Nam đều có một cái phần mềm tương tự như thế này. Nó sẽ giúp cho người dùng rất là nhiều. Chúng ta không cần phải chui vào CS Play để đi tìm những cái phần mềm dành cho đầu ở trong rừng các phần mềm. Tất cả những cái phần mềm gì cần có, IK Việt Nam sẽ tìm kiếm, sẽ đặt lên trên kho IK Store và các bạn chỉ đơn giản vào và cài với một cái số lượng không phải là nhiều để cài cho đầu của mình. Đây như các bạn có thể thấy phần mềm kiểm tra GPS này, A2, IK A2, phần mềm quản lý áp suất lốp, IK TV, IK V và YouTube Van. Đây là những phần mềm hiện nay chúng tôi đang đặt ở trong cái kho này. Còn tất nhiên chúng tôi sẽ tiếp tục đặt, và khi các bạn sử dụng đầu, các bạn chỉ đơn giản mở cái app này ra, cài phần mềm mình muốn. Không cần phải đi tìm link ở đâu cả. Không cần phải đi vào CS Play để tìm xem là cái phần mềm nào mới là tương thích với lại đầu của mình. Một cái phần mềm tiếp theo mà bắt buộc phải nói, đây chính là phần mềm IKV điều khiển giọng nói. Điều khiển giọng nói là một phần mềm mà bắt buộc phải có ở trên đầu Android hiện nay. Nếu không có thì sẽ không thể nào mà bán được, kinh doanh được cái đầu Android trên thị trường. Và với IKV, chúng tôi đã nâng cấp nó cho nó có nhận diện giọng nói một cách tự nhiên hơn, cũng như thêm một số tính năng. Bây giờ chúng ta có thể thử. Chỉ đường cho anh đến sân bóng Mỹ Đình.
Đấy, câu lệnh của chúng ta nó sẽ tự nhiên hơn. Đây, khi ví dụ tôi nói chỉ đường thì nó sẽ hoạt động như vậy, chứ không nhất thiết là cứ phải nói dẫn đường đến sân vận động Mỹ Đình hay các thứ như ngày xưa. Hay như một tính năng mới, nghe nhạc cũng có thể tự nhiên hơn, hoặc tìm đường đến những cái vị trí khác có thể tự nhiên hơn. Anh muốn nghe nhạc Như Quỳnh thì cái khi chúng ta nói ngày xưa thì chúng tôi hay sử dụng phích cái từ là nghe Như Quỳnh, nhưng mà bây giờ chúng ta có thể nói một cái tự nhiên hơn, rất là tự nhiên. Thì ở đây tôi xin giới thiệu một cái tính năng mới hẳn mà tôi tin chắc chắn là hay, cũng dễ, chắc chắn là các cái thương hiệu khác họ cũng sẽ làm. Lỗi vượt đèn đỏ. Thì các bạn có thể thấy nó đơn giản thôi. Nếu như chúng ta bị công an gọi xuống, cái lỗi của chúng ta là cái gì, chúng ta có thể nói luôn. Thì cái màn hình của đầu nó sẽ hiển thị lên lỗi của chúng ta là gì và chúng ta sẽ bị phạt như thế nào. Đây là một cái cơ sở rất là quan trọng để chúng ta có thể trao đổi với các anh công an. Tiếp theo là còn khá nhiều các phần mềm mà iCar Việt Nam đã viết, đang viết, sẽ phát triển. Thế thì trong khuôn khổ ngày hôm nay thì tôi xin phép được giới thiệu ra ở đây. iCar TV là app xem TV. iCar M sẽ là một cái app mà sẽ rất hay về sau này dành cho các bạn. Chúng ta có thể tra cứu rất là nhiều thứ. Và trước mắt là tính năng bảo hành online chúng tôi sẽ sử dụng ở trên iCar M. Thế rồi iCar A2, đây chính là một thiết bị phát triển của A1. Nó gần như hoàn thiện rồi. Và đến khi chúng tôi sẽ phát hành trong thời gian sớm sắp tới. Rồi phần mềm cả biến áp suất lốp, 4 van, 5 van, iCar Parking, vân vân. Còn rất nhiều phần mềm. iCar Việt Nam sẽ luôn luôn liên tục phát triển. Trong buổi lễ ra mắt ngày hôm nay, iCar Việt Nam xin gửi tới quý khách hàng 4 phiên bản của màn hình Android O9 C970. Phiên bản đầu tiên đó là phiên bản O9 C970Z. Tiếp theo là phiên bản O9 C970S. Phiên bản O9 C970 Pro. Và cuối cùng đó là phiên bản O9 C970 Premium. Về cấu hình chi tiết, iCar Việt Nam xin gửi tới quý khách hàng về cấu hình chi tiết của phiên bản O9 C970Z. Phiên bản O9 C970Z được trang bị cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, hoạt động chip TS10 8 nhân và mỗi nhân có xung nhịp là 1,8 GHz. Màn hình Android O9 C970Z được hoạt động trên nền tảng hệ điều hành Android 10.0. Màn hình hiển thị là màn hình 1280x720 QLED. Bộ xử lý âm thanh mà của O9 C970Z được trang bị đó là bộ xử lý âm thanh DSP 6 kênh với 16 giải tần âm chỉnh âm thanh. Cổng âm thanh được trang bị trên O9 C970Z, đó là cổng âm thanh Optical. Giá bán chính thức của phiên bản O9 C970Z được iCar Việt Nam công bố với mức giá 9.800.000 đồng và iCar Việt Nam bảo hành là 18 tháng. Phiên bản tiếp theo đó là phiên bản O9 C970S. Với phiên bản này, iCar Việt Nam giữ nguyên với mức RAM và Zoom là 3GB RAM và 32GB Zoom. Có một sự điều chỉnh ở đây đó là về nâng cấp về màn hình. O9 C970S đã được nâng cấp lên màn hình 1280x720 chuẩn IPS siêu nét. Ngoài ra được nâng cấp thêm một số tính năng đó là cổng sạc nhanh, cổng HDMI output, cổng âm thanh được hoạt động là cổng coaxial và cổng optical. Hỗ trợ thêm cổng Fcam và micro đặt tại ngoài. Ngoài ra một chi tiết nâng cấp rất là quan trọng nữa đó là chi tiết quạt tản nhiệt tự động cũng đã được trang bị trên phiên bản O9 C970S này. Giá bán chính thức của O9 C970S iCar Việt Nam xin gửi tới khách hàng là 12.800.000 đồng và được iCar Việt Nam bảo hành 24 tháng. Phiên bản tiếp theo mà iCar Việt Nam xin gửi đến đó là phiên bản O9 C970 Pro. Cấu hình chi tiết của O9 C970 Pro là RAM 4GB và bộ nhớ trong 64GB. Các chi tiết về phần cứng khác, O9 C970 Pro vẫn giữ nguyên của phiên bản O9 C970S, nhưng được một chi tiết được nâng cấp rất là quan trọng mà iCar Việt Nam thấy rất là có ích với khách hàng sử dụng Apple, đó là chi tiết Apple CarPlay không dây.
Đây là một tính năng có thể kết nối điện thoại iPhone với màn hình Honor C970 Pro để sử dụng trên xe hơi. Giá bán chính thức của Honor C970 Pro, iCarship Việt Nam xin đề nghị ở mức 15.800.000 đồng và sản phẩm cũng sẽ được bảo hành 24 tháng. Và phiên bản cuối cùng, một phiên bản được nâng cấp về khả năng xử lý đa nhiệm rất là mượt mà, đó là phiên bản Honor C970 Premium. Ở phiên bản này, iCar Việt Nam nâng cấp về phần RAM là 6GB. Phần bộ nhớ trong được iCar Việt Nam nâng cấp lên 128GB, đảm bảo cho quý khách hàng một sự trải nghiệm về đa nhiệm rất là mượt mà, không có tình trạng bị treo hay là lag. Các tính năng về hỗ trợ như màn hình IPS siêu nét hay là sạc nhanh cổng HDMI output vẫn được giữ nguyên ở các phiên bản Pro và phiên bản S. Tính năng Apple CarPlay và quạt tản nhiệt vẫn được giữ nguyên. Mức giá iCar Việt Nam công bố ở phần phiên bản Honor C970 Premium là 18.800.000 đồng và vẫn được bảo hành 24 tháng. Tất cả các phiên bản của Honor C970 ra mắt trong ngày hôm nay đều sẽ được giảm giá 30% cho 10 khách hàng đặt hàng và mua hàng trên livestream này. Ngoài ra, ngoài việc giảm giá 30% trong tháng 5 này, iCar Việt Nam xin áp dụng các chương trình khuyến mại khác. Ở phiên bản Honor C970G, iCar Việt Nam xin phép được tặng kèm phần mềm dẫn đường Việt Nam S1. Đây là một phần mềm dẫn đường offline có khả năng cảnh báo tốc độ cho quý khách hàng sử dụng xe. Ngoài ra, iCar Việt Nam còn tặng kèm mặt dưỡng zin theo xe tùy vào mẫu xe mà quý khách hàng sử dụng. Phiên bản tiếp theo là phiên bản Honor C970S. Phiên bản này ngoài phần mềm Việt Map S1 và mặt dưỡng zin theo xe, quý khách hàng còn được tặng kèm một camera hành trình và một thẻ nhớ 32GB. Ngoài ra, quý khách hàng còn được tặng kèm một voucher giảm giá 500.000 đồng khi mua bộ cảm biến áp suất lốp hiển thị lên màn Android ADI 4 hoặc ADI 5. Đối với hai phiên bản Honor C970 Pro và Honor C970 Premium, iCar Việt Nam vẫn giữ nguyên 4 phần quà tặng. Đó là Vietmap S1, mặt dưỡng theo xe, camera hành trình và thẻ nhớ và voucher giảm giá 500.000 đồng giống như phiên bản Honor C970S. Chương trình mở bán Honor C970 được iCar mở bán chính thức vào ngày 15 tháng 5 năm 2021. Dạ vâng, thưa ông, câu hỏi đầu tiên mà quý vị khán giả dành tới chương trình đó chính là màn Honor C970 này có gì hơn so với C960 trước đây và khác biệt như thế nào ạ? Vâng, cảm ơn Thu Trang. Xin chào các bạn. Như tôi đã nói từ nãy, Honor C970 là một sự lột xác toàn diện so với tất cả các dòng đầu Honor trước đây và tất nhiên là bao gồm cả Honor C960. Và có thể điểm đến những cái nổi trội nhất mà tất cả những người dùng tôi khẳng định là anh em đều rất là thích. Thứ nhất là cái màn hình nét hơn hẳn, anh em ạ. Nhìn cái màn hình Honor C970 nó sẽ nét hơn hẳn. Cái thứ hai là âm thanh nghe rất là hay. Cái thứ ba chính là cái thiết kế ở bên ngoài. Thực ra là Honor đã làm lại toàn bộ cả thiết kế bên ngoài và cả thiết kế main ở bên trong của cái đầu cho cái chất lượng của Honor C970 sẽ vượt trội hơn hẳn tất cả các dòng Honor trước đây. Dạ vâng ạ. Và câu hỏi số 2 đó chính là tôi rất ưng giao diện mới này của C970 thì không biết có thể update giao diện này trên C960 của tôi đang dùng hay không ạ? Với điều này thì có lẽ là tôi cũng phải hơi tiếc một chút. Những anh em đang sử dụng đầu Honor C960 mà muốn sử dụng cái giao diện của Honor C970 hiện nay thì chỉ có cách là chúng ta đổi từ Honor C960 lên C970. Và thực ra là ngay khi chúng tôi làm cái giao diện của Honor C970 là chúng tôi đã nghĩ ngay đến điều này, là chúng tôi rất muốn làm cái giao diện này cho tất cả các dòng đầu Honor trước đây. Tuy nhiên nó có khá nhiều những cái rào cản cả về phần cứng và cả về phần mềm. Và điều đặc biệt nhất, quan trọng nhất hiện nay ấy, là chúng tôi đang sử dụng, đang làm cho Honor C970 cho nó phải thật sự ổn định, chắc chắn. Sau đó thì chúng tôi mới có thể lên kế hoạch để làm cho các đầu trước. Cho nên là về trước mắt, nếu anh em mà muốn dùng cái giao diện này thì có một cách là đổi lên đầu Honor C970. Và iCar Việt Nam sẽ cố gắng để xây dựng những cái chương trình đổi phù hợp cho anh em.
Dạ vâng ạ, câu hỏi số 3 ạ, là tôi đang sử dụng camera 360 nhưng không dùng được cảm ứng trên đầu Android hiện tại. Nếu đổi sang sản phẩm Android O9 C970 thì có tích hợp được điều khiển cảm ứng hay không ạ? Cái này cũng lại là một cái nhu cầu rất là nhiều của anh em sử dụng đầu Android. Thì thực ra là IK Việt Nam đã kinh doanh sản phẩm là camera 360 Eleview cũng được hơn một năm. Thì cái mà chúng tôi cũng gặp được rất nhiều các yêu cầu của anh em là anh em muốn là nó điều khiển được cảm ứng. Nó rất là tiện, không cần phải điều khiển từ xa nữa. Cái này thì đúng rồi, ở đâu cũng vậy. Nhưng mà không biết là bạn thì bạn đang dùng cái camera 360 nào? Tại vì là đối với Eleview V5, hiện nay chúng tôi đã test và chúng tôi đã làm được nó có thể điều khiển cảm ứng ở trên một số đầu Android. Và tất nhiên là O9 C970 phải nằm trong danh sách rồi. Vì đây là cái yêu cầu ngay từ khi chúng tôi phát triển đầu cũng như là cam. Nếu như bạn sử dụng đầu camera 360 Eleview V5 và sử dụng đầu O9 C970 thì các bạn sẽ sử dụng được luôn cảm ứng, bấm luôn ở trên màn hình, rất là tiện. Dạ vâng ạ, cảm ơn những câu trả lời vô cùng chi tiết và tâm huyết đến từ ông Trần Quốc Thắng ạ. Hy vọng là những câu trả lời vừa rồi thì quý vị sẽ hiểu rõ hơn về siêu phẩm DVD Android O9 C970 của IK Việt Nam. Dạ vâng ạ, cảm ơn ông rất nhiều. Cảm ơn Thu Trang.